Ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Lý Hoa Trinh xin chào mừng tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 vào thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của Wow Jay. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Và bây giờ mọi người chắc đã sẵn sàng để chào đón khách mời tiếp theo của chương trình. Hai anh, em là Minh Nguyên. Wow. Là một cô gái 20 tuổi nên em vẫn còn vô tư, trẻ con và rất là thích nhõng nhẽo. Nhìn có vẻ cá tính đúng không? Đúng. Nghĩ đến vì Trung Huy quá à. Đúng rồi, style của Trung Huy nhỉ. Anh đang nhìn gì đấy? Có phải nhìn em không? Nhìn em một xíu là phải yêu em một xí á nha. Ôi cặp mắt đúng cặp cá mắt đẹp luôn. Ghê á, cặp mắt đẹp thật sự. Hey. Em và Trịnh hey, remix yeah. Mọi người có để ý phong cách là rất là giống phong cách của Huy không? Huy khoái yeah. Em có một người bạn đặc biệt là người âm thầm ở bên cạnh em mỗi đêm. Ta-da, bạn em đây nè. Em không có con này nha. Giờ này chú te rồi. Em là như vậy đó, không phải mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, vừa cách tính vừa ngọt ngào chính là em, sống thiên về cảm xúc, tổn thương và luôn nghĩ ai cũng đối xử tốt với mình nên thường xuyên rất là thất vọng. Nhưng anh lại khác, một chàng trai có khá nhiều điểm tương đồng với em đã khiến em nghĩ anh chính là chỗ dựa của mình. Em và Trịnh, cái style này mà đứng cạnh Huy là rất hợp luôn này. Anh có giỏi toán không? 9 - 7 = 2, không ai thích hợp bằng hai chúng mình. Anh có giỏi toán không kìa? Trời ơi, Vy ơi, lại một đối thủ rồi. Em nhất định mang anh về cho bằng được đây nè. Lần đầu tiên mình gặp nhau ở ngoài, cũng mong đây là ngày đầu tiên mình hẹn hò anh nhé. Và bây giờ xin được chào đón nhân vật nữ chính của chương trình. Wow. Chào em. Lời đầu tiên là em xin chào anh chị và em chào chị Trinh ạ. Em có thể giới thiệu tên của em và sở thích của em cũng như tại sao em bưng một chén cơm mực rất là ngon lên không? Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Minh Nguyên, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại thì em là sinh viên năm 2 và là mẫu và diễn viên tự do ạ. Em rất vui khi được tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ của mình. Em có nickname không? Dạ không. Em tên là Minh Nguyên. Dạ. Ở đây không biết có ai đã biết bạn Minh Nguyên trước không ta? Không à. Không, em nghĩ là có người biết ạ. Duyên tiền định ạ. Rồi, mà lý do tại sao hôm nay bưng chén cơm lên đây? Dạ, hôm nay là chén cơm em tự làm và em muốn mời một anh lên thử và bia chiến cơm của em để các anh còn lại là những người mà em sẽ tỏ tình, cảm thấy là em đặc biệt và cho em cơ hội được tỏ tình với anh đó. Vậy ai xung phong có thể kiểm tra hàng chứ được không ạ? Đây là đồ ăn rất là thơm ngon mà bạn ấy tự tay làm. Để em chọn random nha. Ok, em chọn ngẫu nhiên đi. Em chọn đi. Em chọn anh. Đúng rồi, hợp lý. Bởi vì em nghĩ là anh Trung Huy hoạt bát, có thể bia cho em được. Dạ, vậy xin mời anh Trung Huy, lên đây giúp thử cái món ăn mà em làm để PR giúp cho bạn nhé. Vậy là không phải Trung Huy rồi. Đúng. Wow, mực hả? Dạ. Nhưng mà nghe mình cũng đang đói nhưng mà cái món mực này. Mực chiên mắm hả? No! Bạn không ăn mực được hả? Mực sống rồi anh. No! Mực bằng. Trên cuộc đời này em thích ăn mực nhất trên cuộc đời luôn chị. Trời. Trên cuộc đời này thật. Anh ăn mực trước nha. Dạ ok.
À, bạn thích ăn mực, cứ tưởng là bạn sợ mực. Ừ, ngon. Ngon không? Ngon. Ngon không anh? Ngon. Cảm ơn anh. Em ăn với. Ăn miếng. No. Trời ơi. Em ăn nhiệt tình quá vậy. Hết của các bạn còn lại. Ngon không? Em ơi, bây giờ là tối rồi, ai cũng đói bụng hết. Em ăn như thế là em tàn nhẫn vô nhân đạo ghê. Đúng. Em xin lỗi nhưng mà tả lại cái vị cho tụi chị nghe được không? Thứ nhất là món mực của em thích. Giờ em ăn chỉ cần mực chế biến là em sẽ thấy rất là ngon. Giờ cái mực này em cảm nhận có vị miền Tây ở đó. Nó rất là đậm đà. Em nấu hả? Dạ đúng rồi. Vậy em có thể mang cái tô cơm này xuống dưới để tiếp tục ăn, dằn bụng cho buổi tối ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyện để trò chuyện với nhau nhỉ? Nguyên thấy sao? Anh có thể nói với cái anh ở đây không? Lời nói để em được tỏ tình với cái anh ở đây không ạ? À là em kêu anh ăn để em được tỏ tình với mấy anh ở đây hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em làm mẫu. Em ăn ngon hiểu không? Em nhiệt tình. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Gian đau. Thì ra đây là sự an ủi. Rớt cơm rồi, rớt cơm. Ủa em thấy Otis ngồi đó bao nhiêu số rồi mà em cũng không rút được cái kinh nghiệm gì sao? Con mực nó từ đây nó nhảy ra đó. Nhưng mà không sao. Ok, anh cảm thấy là món mực này rất là ngon. Dạ, dạ ngon nha Trực nha. Dạ, ngon. Huy ơi, nếu là anh là Huy thì anh sẽ như này nè. Vậy là bây giờ em về chỗ hay sao ạ? À, em đem cái chén này xuống dưới đó để dạ, nếu được á, thì có thể giúp hỗ trợ chia sẻ vị cho các bạn, biết đâu ở trong đó người mà Nguyên thích á sẽ tiếp cận được cái tô cơm này thì sao? Dạ. Về đi em. Mời bạn ăn đi, tôi đây ăn liền nha. Quy 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 quy. Đây. Mỗi người thử một miếng, ai cũng có phần. Đây Nguyên, em là một cô bé rất là dễ thương và còn có tài nấu ăn nữa. Dạ. Em có thấy là em làm Quy rất thất vọng không? Đây bạn ấy chờ từ nãy đến giờ, từ mấy số trước có ai có tình với Quy đâu. Nhưng mà bù lại em Huy được ăn cơm em nói chị. Đúng rồi, em được ăn cơm, đâu có ai được ăn đâu. Đây nè nè, đâu ai được ăn đâu. Mới nói xong. Oh no. Ngon. Rồi trong thời gian mọi người cùng nhau chia sẻ chén cơm nghĩa tình, chúng ta xin quay lại với Nguyên. Yeah. 20 tuổi với phong cách thời trang rất đặc biệt, cá tính và em đôi mắt sáng nè, một nụ cười tươi và một phong cách rất là gợi cảm, sexy, trẻ trung, năng động. Hôm nay chắc chắn là em sẽ rất là thẳng thắn cùng với câu chuyện của mình và tình cảm của mình phải không? Dạ đúng rồi chị. Chị cũng không thể nào chờ được nữa. Hay là em bật mí cho chị luôn đi. Hay đừng nói là em chọn Trung Quy nha. Không chị ơi. Không chị ơi. Không, không chị ơi. Không chị ơi. Không chị ơi. Đâm thẳng hai nhát dao vào tim mình Huy. Hai nhát dao chí mạng. Tuổi này về khó tiêu đấy. Đúng. Ăn thêm cơm đi Huy, lấy sức xỉu. Anh thương Huy lắm Huy ạ. Nghi, anh thương nghi, em. Nghi trần lực lắm. Lướt qua Trung Huy thật nhanh như một cơn gió. Oh no. À, bạn này đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi Trung Huy giảm phấn đi em. Tội. Nói vậy thôi chứ đoán già đoán non, hồi nãy mình đoán bi nát quá trời luôn. Xong cuối cùng ra Trần Vân. Đúng không? Cuộc sống thật là khó đoán. Đúng. Và cái câu chuyện ngày hôm nay cũng thật sự rất khó đoán. Chúng ta không thể nhìn vào phong cách, hoặc là nụ cười, hoặc là ánh mắt để biết là trái tim người ta rung động với ai. Chỉ có thể được bật mí khi mà sự bày soạn đã chỉnh chu và sẵn sàng để đón người đó. Chị biết em đã có rất là nhiều công sức cho ngày hôm nay được xuất hiện á, nên chị mong là mọi thứ sẽ thuận lợi nha Quyên. Dạ, bây giờ cảm ơn chị. Chúng ta sẽ cùng đến với phần từ khóa. Ha 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 ha
Chào Minh Nguyên, em là vị khách thứ hai mà tụi chị chào đón trong hôm nay. Vừa ra về lúc nãy là một bạn trai tên là Quang ở Đà Nẵng đã chạy xe máy 1000 cây số để đến đây gặp crush của mình. Ý là hôm nay không có được một happy ending, nhưng mà tụi chị đã có rất nhiều cảm xúc trong câu chuyện mà bạn ấy chia sẻ. Còn riêng em có sự tự tin chắc chắn 100%, 200% hay không? Dạ có chị. Tại vì em đã rất là chắc chắn khi mà em đến đây, em chuẩn bị rất là kỹ rồi. Chắc chắn về tình cảm của mình hay chắc chắn là mình với người ấy có thể thành đôi? Dạ em chắc chắn về tình cảm của mình. Còn việc thành đôi hay không thì em vẫn rất là happy. Tại vì em được gặp gỡ người đó. Được gặp gỡ là một điều thú vị. Dạ. Ở ngoài em có phải là một cô gái trông rất là cá tính nhưng mà ở trong thì rất yếu đuối không? Dạ chính xác là như vậy luôn chị. Tại hôm nay em thấy là hơi ngại ngần, còn trong clip thì em thể hiện tốt hơn, là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ, không có sợ gì hết, là tất cả các môn nghệ thuật đều có thể trải nghiệm. Dạ, tại vì lần đầu em đến game show nên là em cũng khá là run với chị. Đừng lo, đã có các chị ở đây. Không chỉ là tạo áp lực về việc lựa chọn hoặc là hỏi thêm, khai thác thêm, mà các anh thì hơi nhây một chút. Nhưng mà vấn đề cơ bản là mình muốn đào sâu về những cái suy nghĩ thật sự của một con người để mình kết nối cùng nhau tốt hơn. Nên dù là mình không có kết duyên được thành đôi, mình vẫn có thể là bạn và có thể đồng hành với nhau trên con đường nghệ thuật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với năm từ khóa của Minh Quyên. Mời Lực Trần. Em thắc mắc từ sỏ mũi ạ, tại vì em thấy bạn cũng sỏ mũi. Em có phải là một người kiểu thích kiểu sỏ khuyên các thứ không? Tại vì anh cũng rất là thích sỏ khuyên đấy. Nhưng mà trước anh có một sỏ cái khuyên ở môi này à. Nhưng mà xong rồi anh thấy anh sỏ xong anh nói chuyện nó cứ kiểu bị méo mồm á. Xong rồi mọi người kiểu chê nhiều quá nên anh phải tháo cái khuyên ra. Thật ra từ sỏ mũi á có nghĩa là em có đeo một chiếc khuyên này nè, nên là bạn của em á hay chê kệ em, bảo là tại vì em sỏ mũi nên là tối ngày bị trai sỏ mũi á, tức nghĩa là bị cắm sừng á anh. Em có một chia sẻ là hồi năm lớp 10 á, là mối tình đầu của em có quen một cái bạn trai. Thì bạn đó ban đầu đối xử với em rất là tốt luôn. Kiểu như là thời học sinh nó chưa có nhiều tiền nên là mỗi sáng bạn đó đều nấu ăn để mang đến lớp cho em. Là tụi em cùng nhau ăn ổ bánh mì cưa đôi, cùng nhau tan học, tắm mưa, cùng nhau chạy xe cúp đi học nữa, rất là đáng yêu luôn. Nhưng mà được một thời gian á thì bạn đó quen một bạn gái khác sau lưng em. Em hoàn toàn không biết chuyện đó một khoảng thời gian dài luôn. Chính khi là cả trường em ai cũng biết điều đó thì em mới được biết. Rồi lần đó thì em quyết định là em chia tay cái bạn trai đó. Nhưng mà bạn đó kiểu khóc lóc và năn nỉ em quay lại á. Nên là em thấy con trai khóc á là em không kìm được lòng. Em đã cho bạn đó cơ hội. Xong rồi đến lần này, hết lần khác thì bạn đó lại tiếp tục như vậy nữa. Mà không chỉ cô gái đó mà nhiều người con gái khác nữa. Mà em cảm thấy là rất là tổn thương. Tới khi mà bạn đó đi chơi với một con gái khác và lúc đó em học về em bắt gặp. Thì em không giữ được bình tĩnh nữa và em đã bị tai nạn giao thông. Từ lúc đó thì em mới ngộ nhận ra và em quyết định chấm dứt mối tình với bạn đó. Và có từ khi mà quen bạn đó thì em cảm thấy là em khó để tiếp tục mối tình khác á. Tại vì em cũng sợ, đó là lần đầu mà em yêu mà. Cả Nghĩa Đen và Nghĩa Bóng, bạn với Lực Trần đều tìm được rất nhiều những sự đồng điệu. Nó là cái khuyên nó cản trở mình, nhưng mà đồng thời nó cũng nhắc mình rất là nhiều điều. Dạ, về những cái trải nghiệm bản thân và dạ, sự lựa chọn sắp tới nữa. Ôi. Wow, có ai thang giấy không? Đưa Huy lên liền. Thế rồi. Đây. SOS Huy Linh. Ê, chương trình đừng cắt đoạn này nha. Ok. Em thoát cả tim, khán giả cũng giật mình luôn á. Huy Linh, chị thấy mấy đứa con gái nó kìa. Achoo.
Không sao, vẫn đang yêu, vẫn đang yêu. Huy Linh là nhô cái gì vậy? Ngại. Ok, tiếp tục nha. Sorry em, lúc nãy mình đang nói về chiếc khuyên là một cái điểm tương đồng khá là thú vị. Mong rằng người em thích sẽ nhìn thấy mình trong những từ khóa này. Vâng, xin mời anh em Đức Anh Đức Ứng ạ. Em biết Đức Anh tính hỏi gì luôn á. Cậu biết đúng không? Biết. Em với Đức Ứng hỏi chung từ lắc. Tại vì nó liên quan đến bạn thân em. Tại vì mọi người luôn gọi em là Đức Lác. Đức Lác. Không biết là tại sao nhá, em lúc em nói một câu nào đó là rất là lâu ấy, rất là lâu và nó bị vấp đĩa. Vấp đĩa hoặc là chấm a chấm thêm nhiều vào ấy. Cho nên là em rất băn khoăn cái từ đấy và Đức Anh lúc nhìn thấy cũng biết em. Vậy có phải em đến vì Đức Lác không? Dạ, thật ra thì em cũng bị bạn bè đặt cái tên giống anh đó, em là Nguyên Lác. Wow, hợp nhau luôn nha. Về cả nhà đều lát luôn. Lát quá lát. Vì em làm việc gì cũng từ từ á. Có khi là em chạy xe chỉ 20 km/h. Ôi. Ôi. Wow. Ôi. Hồi hộp nha. Thời đó em đi học á là suốt năm cấp 3 luôn, là trường em sát bên nhà em, chỉ đi một đường thẳng là tới. Nhưng mà ngày nào em cũng đi học trễ hết á. Có khi còn bị bảo vệ cầm dù chống dí heo nữa. Ô không, xin mời Đức Lác lên nói chuyện với Nguyên Lác xem rồi hai người. Em bao nhiêu tuổi? Thì nào mới xong vậy? Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 20 tuổi. 20 á? Ô. Thôi 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 thôi. 20 tới. Ta cả hai rồi. Thế rồi em. Em biết thôi, không tính toán nữa đâu. Thích học toán, em thích học toán lắm. Nói gì rồi ta? Bây giờ lác hai người lác nói chuyện với nhau. Yên tâm, bạn ấy chưa biết đâu, bạn ấy chưa biết gì hết á. Đúng rồi. Em biết 1998 cậu ấy. 2002 bằng bao nhiêu? Là bao nhiêu anh ha? Ui, cái bài toán này khó đấy hả? khó về em lắm anh ơi. 4.000. Sao lại là 4.000 anh? Tại vì 1.000 để mua kẹo, còn 3.000 yêu em. Quá tuyệt vời. Cái bài này nói bao nhiêu lần vẫn hay nhỉ? Thế rồi, em ngại quá, em để nó em về. Sau em hứa em sẽ không dùng bài này nữa. Ôi sao mà khéo thế, hôm nay em mặc cái áo gì mà giống cái màu tóc của Đức Lắc thế nhở? Màu em màu hồng ha. Hình này hơi nhiều rồi đấy. Dạ, thì em thấy Đức Lắc dễ thương không? Dạ rất là đáng yêu chị, ở ngoài đẹp trai trong hình nhiều lắm. À, vậy xem hình nhiều lắm rồi nè. Thế là mình biết rồi đấy. Hay xem hình rồi, thế hay là em hay xem rồi. Hình rồi. Biết là ai rồi đấy. Biết đâu bảo sao? Hình trên cái chọn thì sao? Ai biết được, tất cả đều là diện tình nghi hết. Có thể là anh chàng xảo khuyên Trần, có thể là Đức Lác, đúng không? Bây giờ thì mình đến với từ khóa tiếp theo đi nào. Vâng, xin mời em. Ăn trộm. Ăn trộm. Ẩn ý gì trong cái từ khóa này hả em? Dạ, từ ăn trộm này á là em có một cái biến cố vào năm em học lớp 8. Là năm đó khuya ba mẹ em đi làm không có nhà. Thì chỉ có một mình em ở nhà thôi. Mà may mắn á, là em có cái thói quen là em sẽ dậy sớm để tập thể dục. Là hôm đó em qua phòng ba mẹ em. Thì em có nghe một cái tiếng động mở cửa. Nhưng mà cái cách mở cửa đó chỉ có nhà em biết thôi. Em hỏi là mẹ, nhưng mà em không thấy ai trả lời hết á. Rồi em cứ gọi mãi. Thế em mới lén, em đi ra ngoài, em nhìn thử. Thì em thấy là có một người đàn ông mà xăm chỗ hết mình luôn. Và đội nón kết mà đang nhìn chằm chằm vào phòng em. Thì chỉ cách em chừng 2 mét thôi. Mà cái người đó rất là tập trung nhìn vô. Rồi em giữ hết bình tĩnh và em lẻn em chạy ra cửa trước nhà em để em la lên em cầu cứu hàng xóm. Thì cái tên ăn trộm nó mới chạy cửa sau nhà em và dẫm phải cái bụi hoa hồng nhà em á. Là công an đã tìm theo cái vết máu của cái người đó tìm ra. Mà sau một cái lần đó thì gia đình em không kể gì với em hết. Cho đến khi em nghe vô tình nghe được là bà ngoại em có kể với mấy dì trong nhà em.
là cái tên ăn trộm đó đã theo dõi nhà em rất là lâu rồi. Và cái tên nó đến tìm em chứ nhà em không mất bất kỳ thứ gì hết. Và sau lần đó thì em cứ bị ngủ, xong rồi em nằm mơ em thấy tên ăn trộm nó hoài á. Đến tận bây giờ thì lâu lâu em vẫn vậy nha. Em nằm mơ thấy xong rồi em phải ngóc đầu xuống giường em xem thử coi có ai không á, em mới yên tâm được. Ui, sợ quá à. Nhưng mà đó là một cái kẻ theo dõi stalker đúng không? Chứ không phải là ăn trộm mà là biến thái. Dạ. Không lấy cái gì hết. Dạ. Nếu mà bé không lanh trí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Dạ. Hay là ba em là bộ đội á, nên là ba em có huấn luyện em từ nhỏ, nên là em rất là bình tĩnh trong những cái lúc như vậy luôn. Cũng may lúc đó mình còn nhỏ đúng không em? Dạ. Dạ. Ở đây mọi người có bao giờ lâm vào cái tình huống nguy cấp mà mình phải tự cứu lấy mình phải tự bình tĩnh, trấn an và tự vượt qua nó không? Hồi em đi học thời cao đẳng ấy, thì là em sẽ đi xe buýt từ nhà lên trường hai chặng. Thì trời ơi, em thấy chị, cái xe buýt thì chị biết mà, đi rất là đông sáng sớm nhá. Mà rõ là em đứng, sau có chỗ là mọi người sẽ nhường á, là em ngồi. Thì em ngồi cạnh thì một chiếc ghế sẽ ngồi được ba người. Thì bên cạnh em là có một cô nào đó, em ngồi giữa. Thì còn thừa một cái mép nhỏ nhỏ đây này chị. Thì tự nhiên có một cái ông lớn tuổi ấy, chắc phải tầm 40-50, ông ngồi cạnh em. Em như vậy, như thế thì bình thường không có gì, nhưng mà em ngồi xong em thấy tay ông ấy cứ để vào đùi mình. Mà rõ là mình đã ngồi co này, mà sau em kiểu biết ý á, em né, nhưng mà tay ông ấy cứ kiểu đấy, ông cứ kiểu để vào đùi á, thì là sau biến thái à. Mà xe đông, mà lúc ấy là em còn trẻ nữa, là em rất là ngại. Thế là thôi em đứng lên em ra chỗ khác, thì sau em thấy ông ấy lại cũng làm như thế với người khác ấy. Thế là từ đấy em cạch, em không dám đi cái xe nữa luôn. Sợ lắm luôn ấy, biến thái mà biến thái ngầm ấy chị ạ. Dạ. Yeah. Xem ra thì lúc nào mình càng hoảng sợ thì người càng thích thú nhờ. Vâng. Chị cũng đang nhớ lại cái chuyện của chị á, là hồi lớp 10 á, chị đang ở trong tiệm cắt tóc và chị sơn móng nail với lại bạn của chị á vào mùa hè đó. Thì có một cái chú đó cũng lớn tuổi mà trông biến thái lắm. Chú mới tuột quần ra. Ôi. Xong mà mình rất bình tĩnh nha. Mình thấy rồi mình đi ra mình bảo: "Ê mọi người ra xem, chú chim họa mi bé xíu à." Trời ơi. Ông sợ quá, ông mắc quần vô ông chạy mắc cỡ. Mà mình nhận ra là nếu mà mình càng trêu đùa, càng tự tin á, thì có thể là cái người đó người ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Và nhất nhiên phải có người bên cạnh mình. Và cái chuyện mà mấy bạn trẻ đi tập thể dục á, buổi sáng sớm cũng thường xuyên gặp mấy tên biến thái ở những cái cầu nè, hay là những cái đường bờ kè nè. Nên là nếu mà các bé nó càng xấu hổ, càng cảm giác mà co cụm lại, chị còn có cảm giác là những cái tên nó sẽ còn đuổi theo làm những cái trò sàm sỡ nữa. Nên mình cứ la hét lên hoặc là tìm ai đó, như cách giải quyết của em hoặc là của Vân đều rất là ổn thỏa. Rồi chúng ta sẽ tiếp đến với từ khóa tiếp theo nào. Mời Lan Hương. Dạ, em muốn hỏi về từ chưa lớn à. Tại vì em nhìn Quyên thì em thấy là Quyên có một vẻ ngoài là cá tính, nhưng mà cái cách nói chuyện của bạn rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và tình cảm. Cảm giác là bạn rất là trưởng thành luôn. Thì không biết cái từ chưa lớn này là bạn nói về, bạn có phải nói về bạn không, hay là bạn nói về một cái vấn đề khác? Dạ, chính xác là nói về em. Trước tiên là em sẽ kể cho các anh chị ở đây nghe là hồi bé em rất là nghịch, lúc đó em mới biết bò. Thì ba mẹ em đi làm á, bỏ em ở nhà và lấy cái gối tấn em lại xung quanh để cho em được có bò ra. Nhưng mà không biết sao á, em bò ra khỏi cái gối, em bò ra khỏi nhà luôn. Và hàng xóm rất là thường xuyên nhặt em vào để chăm sóc giúp á. Ồ, thú vị quá vậy. Dạ, nên là mẹ em cũng lo lắng, xong rồi mẹ em mới cho em năn nỉ cái chỗ dạy mẫu giáo là nhận em đi. Rồi lúc đó em chỉ mới biết bò thôi, còn tất cả các bạn đều biết đi hết rồi. Rồi lớn hơn một xíu nữa thì mẹ em cho em học mấy cái lớp năng khiếu nè, rồi cho em theo bà ngoại, cái bà ngoại làm gì em làm đó. Lớn lên nữa thì mọi người thấy rồi đó, nhìn bề ngoài của em khá là cá tính thì ai cũng nghĩ vậy. Dạ. Nhưng mà tới khi mà bạn thân hay là gia đình nó tiếp xúc với em thì mới biết là
Em rất là trẻ con, vô cùng trẻ con luôn á. Tới bây giờ 20 tuổi nha, nhưng mà em vẫn thích ôm gấu bông ngủ. Và em rất là thích xem phim hoạt hình. Cái con kỳ lân mà ở trong cái con unicorn ở trong cái clip đúng không? Dạ đúng rồi, là con gấu bông em hay ôm ngủ nhất. À, là em có nguyên một cái tủ gấu bông luôn, em mê gấu bông lắm. Dạ. Dễ thương. Em không biết là em muốn hỏi mọi người á, không biết là có phải là do tính cách của em trẻ con quá nên là rất là dễ dẫn đến cái mối tình tan vỡ không? Đây là một câu hỏi nha. Cái này có hai vế. Có phải biểu hiện của việc là trông cậy vào những người bạn nhỏ ảo tưởng dễ thương như là gấu bông là trẻ con không? Và cái sự mạnh mẽ bên ngoài này á, giống như một cái vỏ bọc cho một cô bé, rất là dễ thương hồn nhiên ở bên trong. Vậy có phải vì trong ngoài không thống nhất mà bạn ấy dễ lao vào những mối tình, mà bạn ấy cống hiến hết tất cả những cái thanh xuân và tình yêu, rồi sau đó bùm vỡ như bong bóng hay không? Các bạn nam có thể tư vấn tốt hơn. Đầu tiên là thầy Trực nè. Em đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Em có thể nói là sự ngây thơ của các bạn. Và khi mà ra trải nghiệm cuộc sống, có đôi khi gặp phải những người mà người ta có nhiều trải nghiệm hơn. Thế nhưng mà cái tâm của họ không đặt vào các bạn. Và các bạn chỉ lỡ thích một ánh mắt, thích một nụ cười. Rồi các bạn đã trao, vội trao cái tình cảm. Đôi khi các bạn đã nhận phải cái rất là không mong muốn ấy. Và ngược lại thì đôi khi cái sự vô tình, chỉ là mình vô tình quan tâm, chỉ là một cái sự quan tâm rất là nhỏ thôi. Nhưng mà với cái sự ngây thơ đó, nó sẽ đôi khi nhá, nó sẽ mang theo cái sự một cái nỗi da diết một thời gian rất là lâu. Cái việc này thì không đáng trách, mà nên đồng cảm. Và đôi khi là đáng thương nhiều hơn, bởi vì em đã gặp rất là nhiều các trường hợp rơi vào cái tình huống như thế. Còn Thu Huy thì em có bao giờ gặp một người bạn gái trẻ con ôm gấu bông ngủ hay không? Em thì em cũng ôm đi ngủ đúng không? Em cũng ôm gấu bông đi ngủ. Dạ thì khi mà em mà yêu rồi chị, là em sẽ thả hết cảm xúc vào, sẽ feeling hết tất cả mọi thứ. Em không bao giờ dùng lý trí, cho nên em thích một người trẻ con. Và nếu mà bạn đó cũng trẻ con thì em nghĩ là em đang đó như một cái nhà trẻ luôn. À, cứ vui vẻ trong chơi không chơi, nhưng sẽ có một số chuyện thì phải không nên trẻ con. Thí dụ suy nghĩ hay là một cái giải quyết một cái câu chuyện gì đó, chúng ta phải giải quyết một cách người lớn, chứ không thể nào mà giải quyết theo một cách trẻ con được. Cái đó phải nằm ở sự thấu hiểu cho nhau. Dạ, tương tự như Đức Anh ngày hôm nay vậy đó. Có những lúc chúng sẽ thấy là Đức Anh rất là hoạt náo, hồn nhiên, nói gì không ai hiểu gì hết, và đầy năng lượng của một đứa trẻ. Nhưng có những lúc anh ấy trầm ngâm, hình như là trong đầu đang quyết định một cái điều gì quan trọng lắm. Thì đó có phải là những cái thái cực khác nhau của một con người hay không, để mà chúng ta nên chấp nhận toàn bộ những cái nét tính cách khác nhau của một con người, chứ không phải quy chụp họ thích gấu bông là họ trẻ con? Với em thì cái đấy nó sẽ không có thể nào mà quy chụp lại được. Tại vì mỗi người sẽ lựa chọn một cách sống khác nhau. Có những người rất là mạnh mẽ luôn, ví dụ Dung nè, rất là mạnh mẽ luôn, xong rồi vẫn ôm gấu bông hàng đêm mà vẫn bình thường. Em nghĩ là em rất là thích từ lựa chọn luôn á. Tại vì mỗi người sẽ được lựa chọn cho mình một cách sống khác. Có thể là cái đó nó không phù hợp với người này, không phù hợp với người kia, nhưng mà mình đã lựa chọn nó, tức là nó phù hợp với mình. Dạ, yeah. Ôm gấu bông để ngủ thì sao chứ? Yeah, đúng không? Đúng. Chị thấy thật sự đó như là một người bạn tinh thần của mình thôi. Yeah. Giống như một cái gối ghiền mà mình xa nó thì không ngủ được. Chỉ có những người bạn á lớn tòng ngồng rồi ở ngoài thương trường thì rất là quyết liệt, nhưng mà khi về nhà không thể nào xa được cái vỏ gối của họ. Yeah. Và khi mà hỏi là tại sao bạn lại yêu thích cái vỏ gối này như vậy, nó dơ hay là bạn không chịu giặt, tại sao vậy? Thì bạn mới nói là tôi phải để cái gối đó ở ngay trên, vì ngày xưa là ba của tôi thường hay đi xa nhà. Và khi mà ba đi á, ba hay để lại một cái áo, và ba để ở dưới chân của tôi khi tôi ngủ á, lúc đó còn là một cậu bé, nên là cái cảm giác của một thứ gì đó ở dưới chân sẽ làm nhớ đến ba. Mà bây giờ bạn mới mất rồi, thì luôn luôn sẽ có một thứ gì đó mà người ta không thể hiểu nổi, nhưng chỉ có mình biết được nó quý giá đến chừng nào. Con unicorn của em cũng vậy, nó là ước mơ của Kỳ Lân, một sinh vật huyền bí sẽ ở bên cạnh và che chở những ước mơ của em. Thật ra là em có lý do em bị nghiện gấu bông á, là tại vì hồi nhỏ em thường xuyên ở nhà một mình mà chị, nên em rất là sợ, mà em nhìn bất kỳ cái gì em cũng tưởng tượng ra, mà em khóc hết, đêm nào em cũng khóc á.
ba mẹ mới nghĩ cách là sẽ tấn hết gấu bông vòng vòng em để cho em đỡ sợ á chị. Và từ đó là em cảm thấy là có gấu bông em mới an toàn em ngủ được. Ừ. Hãy làm bất cứ điều gì khi em cảm thấy em an toàn hơn trong cái thế giới riêng của mình. Yeah. Mọi người gấu bông riêng của mọi người có tên không? Dạ không. Không. Gấu rồi. Bạn gấu rồi. Bạn gấu thôi. Thường là ít ai đặt tên hả? Đức Anh có đặt tên cho gấu không? Em gì có gấu đâu. Hay quá, không bị lừa. Gài em hả? Đức ứng thì sao? Gấu em tên Lắc Lắc hả? Em không có gấu bông ạ. Vậy là Trung Huy chắc chắn là có gấu bông này. Em có đặt tên cho gấu không hay là chỉ là con 1, con 2, con 3 thôi? Thật ra là em có một cái bé Châu ở nhà. Cũng là cái tuổi của em luôn. Thì em cảm thấy mỗi khi ngủ mà em được gác cái chân lên đó, thì giống như một mình có sự bình yên vậy đó. Nhưng mà em chưa có đặt tên thì em chỉ kêu là bé Châu thôi. Bé Châu. Dạ. Em ôm kiếm, em không ôm gấu. Em ngày trước là bởi vì năm lớp 3 ấy là bố mẹ em là phải tách em ra vì là em rất là dính bố mẹ. Thế là khi mà đi ngủ thì hồi đấy không có gấu bông. Thế thì em phải ôm cái kiếm nhựa. em nhớ là hồi đấy là phải mất một tuần để tách em ra ngủ riêng. Thế bố mẹ cứ tắt điện đi là khóc. Thế là phải cầm kiếm, này ôm cứ cầm kiếm như này. À, kiếm nhựa. Cầm kiếm nhựa thôi, kiếm nhựa đấy. Cái kiếm nhựa màu ngày xưa là màu xanh với màu đỏ thì ôm hai cái. Đặt hai bên. Nó có ảnh hưởng tới tiềm thức của em không? Tại vì mấy bạn này là đi máy bay á. Ví dụ chị sẽ ôm con Totoro. Bên đây ôm con Kỳ Lân, em ôm cái kiếm Nhật thì hơi kỳ. Người ta không cho em lên máy bay thì sao? À không, tại vì hồi nhỏ là em chưa đi máy bay ạ. Thế là chỉ nhớ là khi mà lúc mà tách bố mẹ ra là bố mẹ cho cầm theo hai cái kiếm. Ok. Vâng. Ta cứ cầm hai cái kiếm ở hai bên thôi. Chắc xem siêu nhân nhiều chị ạ? Không, ngày xưa xem triển chiêu. Ngày xưa là xem bao công. À, xem triển chiêu đúng không? Đấy, có là triển chiêu là cái đầu trọc là có hai cái ở sau lưng đúng như này này. Thế là ngày xưa cũng đeo hai cái kiếm như y hệt là cái chú triển chiêu mà đầu trọc ấy. Thế xong là cứ là giả vờ mình là triển chiêu thì là không sợ nữa. Dạ. Đấy, ai cũng là một đứa trẻ với những món đồ chơi đặc thù đúng không? Binat có đồ chơi riêng hồi xưa không em? Tới bây giờ vẫn là một người bạn. Dạ không, em nghĩ là em không có đồ chơi riêng. Nhưng mà như cái thói quen của em lúc nào cũng sẽ có một bạn bét ở kế bên đi ngủ chung với em. Chẳng hạn như ngày xưa thì có gấu, con chó nhà em tên Gấu. Thì lúc nào ba mẹ đi vắng thì có con gấu nó sẽ ngủ kế cái giường của em. Rồi bê, xong rồi tới con mèo nhà em vẫn tên mèo. Xong rồi có con Snow, rồi sau này có con bò sữa. Dạ, mỗi người sẽ có một linh vật riêng để bảo vệ linh hồn bé bỏng của mình. Và điều đó rất là bình thường, nó không liên quan tới cái chuyện là em có dễ tan vỡ vì em trẻ con hay không. Chị nghĩ thuần khiết là một tính từ rất đẹp. Và những điều đó là những điều thuần khiết. Còn cái chuyện tan vỡ là lỗi người ta, không phải là lỗi của mình. Còn một từ khóa nữa phải không mọi người? Lưng. Thắt lưng. Thắt lưng. Em tưởng là cái từ thắt lưng này thì chỉ những người Bắc sẽ dùng cái từ thắt lưng này thôi, chứ còn người trong Nam thì sẽ dùng là từ dây nịt, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà tại sao em lại chọn dùng từ thắt lưng này? Tại vì em nghĩ là dùng từ thắt lưng thì cả hai miền đều hiểu. Thì anh ấy mới hiểu. Dùng từ dây nịt đó anh không hiểu. À vậy là bạn... Sau này em mới hiểu ấy ạ. Em cứ tưởng dây nịt là cái dây chun ấy thì... Đúng rồi. Không. Thật ra là dây nịt. Nhưng mà nếu bạn lên bạn chọn người miền Nam thì bạn đây sẽ để là dây nịt cho người miền Nam hiểu. Tinh tế. Còn cái này để từ thắt lưng thì chỉ để cho những anh em người Bắc hiểu thôi. Thì người ta nói từ đầu rồi. Đúng. Hay quá. Mọi người ơi, bây giờ chị ơi. Thế là Trung Huy từng loại mình ra rồi. Trung Huy ơi, em thông minh như thế em trả lời giúp cho chương trình một câu mang tính vùng miền được không? Sao chị? Tại sao con heo nó ăn bắp còn con lợn ăn ngô? Chị thật sự thắc mắc mà. Từ, con heo ăn bắp thì con heo ở miền Nam nó sẽ ăn bắp. Còn con lợn ở miền Bắc thì nó sẽ ăn ngô. À, tại sao quả dứa đâu có thơm mà sao miền Nam gọi là quả thơm mà em? Quả dứa đâu có thơm mà miền Nam gọi là thơm. Quả dứa không có thơm nhưng mà ở miền Nam gọi là quả thơm. Tại sao? Tại vì quả dứa là thơm, quả dứa là tên là quả thơm. À,
Không, tại vì mẹ em dạy nó là quả thơm. Thì em nghe theo lời của người lớn dạy là quả thơm. Có quả khóm là sao nhờ? Quả khóm cũng nó luôn đó. À, quả khóm với miền Tây của em là kêu trái khóm. Vậy vậy trong bánh bò không có con bò sao nói là bánh bò? Hả? Rối rồi, rối rồi đó. Có thể là cái người tạo ra bánh bò đấy là cũng đang vừa bò vừa làm chị. Thôi vậy nữa luôn hả? Vô lý vô tri vậy mà em cũng nghĩ ra được hả? Có khi nào xong cái này cái em thành Huy Lát luôn đó. Dung ơi, trong tất cả những cái từ khóa này á, cái từ dây nịt á, à không, thắt lưng. Thắt lưng. Thắt lưng có gợi cho em điều gì không? Tại vì hôm nay em cũng có cái thắt lưng này. Em nhớ đến cái thắt lưng còn có tít thử. Tụt lên tụt xuống chị ạ. Là ổ tít không có thắt lưng sẽ bị tụt. À, thắt lưng gợi cho em cái gì? Em chỉ hy vọng là cái thắt lưng ấy nó sẽ liên quan đến một câu chuyện vui. Đúng rồi, chứ không phải là một câu chuyện buồn. Chờ, em rất là mong điều đấy và không mong thắt lưng liên tưởng đến một câu chuyện buồn. Chứ thường nếu mà thắt lưng gợi yếu tố tiêu cực nó sẽ nghĩ đến điều gì hả em? Em nghĩ là nó sẽ nghĩ đến cái những cái trận đòn. Em xin chia sẻ cái từ thắt lưng của em nha. Là hồi đó nhà em không có khá giả nên là chỉ có một chiếc xe gắn máy thôi. Thì hôm đó mẹ em đi làm về trễ, ba em đành phải lấy cái chiếc xe đạp để chở em đi học á. Thì ba em lấy cái dây thắt lưng ba em buộc em với ba lại. Dễ thương, may quá, may quá. May quá, làm mình sợ. Trên cái đường mà mẹ em đi làm về á, thì mẹ em vô tình bắt gặp được cái hình ảnh mà hai cha con như vậy á. Mẹ kiểu cảm thấy vừa mắc cười á, mà mẹ em vừa xúc động thấy thương hai cha con nữa. Thì sẵn đây em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của em. Mặc dù là từ trước giờ mấy cái mà cuộc thi của em á thì ba mẹ không có tham gia. Và hồi nhỏ thì em rất là ít ở gần ba mẹ, nhưng mà em chưa bao giờ trách ba mẹ em hết. Tại vì ba mẹ em có giữ cho em một lời hứa. Ba mẹ em bảo là ráng đi con, sau này ba mẹ sẽ cho con tất cả. Thì thiệt sự là bây giờ ba mẹ em giữ đúng lời hứa, ba mẹ em cho em tất cả luôn. Em không thiếu thứ gì, không thua bạn bè. Đặc biệt hơn là tình cảm, ba mẹ em vẫn rất là nhiều luôn, chưa bao giờ thay đổi hết. Bây giờ mình đã hiểu được cảm giác tại sao chúng ta đều rất là căng thẳng khi mà nghe từ thắt lưng mình sợ bạn ấy sẽ chịu những trận đòn ở trong quá khứ rồi. Vì mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng của cô bé này ấy, giống như là một người em gái của mình. Và mình không muốn cái điều gì không may đến với cái cô gái có vẻ như rất là mạnh mẽ này. Và khi mà em nói là thắt lưng là một kỷ niệm vui, mọi người thở phào ra và cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì em là một người không những là đầy năng lượng và em còn giàu lòng trắc ẩn và biết ơn nữa. Chị mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong phần tỏ tình. Đó là năm từ khóa của Minh Quyên mọi người ơi. Sau năm từ khóa này, không biết là Lực Trần thấy cô ấy là người như thế nào? Em nói thật là em chưa cảm nhận được cái cô gái ấy, nhưng mà em thấy nãy giờ cô gái cứ nhìn anh Trực không à? Cứ nhìn chéo sang bên đấy thôi đúng không? Trước khi chị vừa hỏi em là em vừa thấy bạn ấy nhìn xong em vừa quay ra anh Trực. Em hay nghĩ là chắc là bạn đang học một cái trường mà có cái môn toán cao cấp hoặc là cái môn gì liên quan đến tính toán. Thì em hãy nghĩ theo chiều hướng ấy đi. Không sao, anh nhiều tài liệu lắm. Anh hứa là anh sẽ chia sẻ với em. Okay. Nhưng mà nhìn sâu chuỗi lại thấy có vẻ giống Đức Ứng hơn này. Đúng rồi. Giống Đức Ứng lắm. Nè vừa hả, sổ mũi không biết có không, nhưng mà ăn trộm trái tim người khác này. Này và hôm bữa Đức Ứng cũng hay bị tù quần ý. Đấy bây giờ vẫn còn đang còn may vội cái quần để không bị tuột này. Vậy có thể là Đức Ứng đấy ạ. Đức Lắc hay là anh Trực đây, mọi thứ vẫn còn đang chấp hỏi. Còn các bạn đoán ai? Thì có thể là Lực Trần hoặc là anh Trực. Không, em thấy bạn ấy nhìn anh Trực xong kiểu cứ... Không, tại vì bạn ấy biết là bạn biết anh là anh của Lực. Thế là bạn ấy hỏi, nhìn sang anh để hỏi ý kiến là à, liệu rằng em tiến tới với Lực ok không? Anh bảo không sao, anh rất ủng hộ em tiến tới với Lực. Cảm giác của những người chiến thắng nó vậy đó chị. Hỏi như vậy để biết là dậy đi Huy, đừng ngủ dây dưa. Mà có khi nào là Trung Huy không mọi người? Kiểu bạn đánh lạc hướng mình nó xong trở tình Trung Huy không? Cũng có thể. Đúng rồi.
thì mình nói là có thể là Trung Huy cho bạn vui đi chứ. Ừ, có thể là Trung Huy đây. Chương trình tối mờ lần. Trung Huy ngồi thẳng lên, giảm phấn lên, có thể là em đây. Vui quá trời. Hãy sẵn sàng nào, một khắc lưng vào nhá Trung Huy nhá. Giảm phấn lại đi anh, chuẩn bị lên nè. Rồi bây giờ thì qua năm từ khóa chúng ta đã làm quen trước hết là năng lượng của một cô gái, đã dành thời gian để nấu những bữa ăn ngon, đã dành thời gian để quan sát tất cả mọi người, chia sẻ, mở lòng. Và bạn ấy còn là người rất là gắn kết với gia đình. Và đây là những cái tố chất tiên quyết nhất để trở thành một người yêu tốt. Và bạn ấy còn rất xinh đẹp, một khuôn mặt cực kỳ đầy đặn dễ thương, một đôi mắt sắc bén, tinh anh nữa. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng Trinh nghĩ rằng ở phần tỏ tình, Minh Quyên sẽ mang đến một trải nghiệm về một cuộc hẹn hò thật quyết liệt. Mọi người, chúng ta hãy cùng dành những điều tốt đẹp nhất cho phần tiếp theo của chương trình. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.